Xin chào các bạn đã quay trở lại với Loco series podcast chia sẻ những câu chuyện và hành trình của những thương hiệu Việt Nam. Thì đến hôm nay đã là tập thứ 6 của series này. Khách mời của ngày hôm nay thì chính là anh Daniel Hoài Tiến, là founder của Sông Cái Gin. Và nếu mà các bạn có nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhẹ ở trong background thì đấy là lý do là vì chúng ta đang ngồi trong một cái setting rất là đẹp ở Ministry of Men, là một cái quán bar. Thì đến thời điểm hiện tại thì Sông Cái đã được thành lập chắc 3-4 năm rồi. Thì ít nhất là ở Việt Nam, Long nghĩ rằng mọi người đã rất là quen thuộc với cả Sông Cái Gin rồi. Và mình đã đạt gần đây, mình đã có được một số những cái nhận diện rất là quan trọng ở nước ngoài nữa. Thì đối với anh Daniel, điều gì tạo nên một cái thương hiệu Việt? Đối với mình, một thương hiệu Việt thì quan trọng không chỉ là sản xuất ở đâu hoặc là bởi ai làm, nhưng mà quan trọng là cái linh hồn và cái tầm nhìn hoặc là cái mục đích, mục tiêu của một cái thương hiệu, một công ty hoặc là một sản phẩm ở đây. Rất cảm ơn Dancy Redder đã đồng hành cùng chương trình, cùng góp sức thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu Việt. Với mình thì Sông Cái không chỉ là một sản phẩm đơn thuần là sản xuất tại Việt Nam, nhưng mà ví dụ là cái tiếp cận của Sông Cái về nguyên vật liệu chẳng hạn, thì Sông Cái ưa chuộng mấy cái sản phẩm mà có thể nói là mang tính chất bản địa với Việt Nam. Ví dụ là có khá là nhiều người có thể nói là ok, mình lấy một sản phẩm từ nước ngoài cắm đất ở Việt Nam và coi đấy là sản phẩm Việt Nam, nhưng mà không phải. Thì ở đây thì với các sản phẩm Việt của Sông Cái là mình đi từng vùng một, mình nghiên cứu những nguyên vật liệu gì mang lại ý nghĩa, giá trị hoặc là một cái yếu tố về tín ngưỡng hay là bản sắc văn hóa với bà con địa phương, rồi mình sẽ phối hợp với bà con để mình tìm cách để mình đưa sản phẩm đấy, nguyên vật liệu đấy vào Sông Cái để mình nâng cao cái câu chuyện, không chỉ là về thương hiệu ở đây chỉ là một cái phương tiện để mình kể câu chuyện về mọi người xung quanh, nông dân, bản địa, tức là cái thổ nhưỡng bản địa, nguyên vật liệu, nghệ thuật như là hàng trống chẳng hạn. Thì đấy là một số ví dụ mình vẽ ra để mọi người hình dung hơn là cái cách mà Sông Cái tiếp cận với một thương hiệu Việt Nam là như nào. Không chỉ đơn thuần là sản xuất tại Việt Nam, nhưng mà phải mang linh hồn Việt Nam và tìm cách mình kéo cộng đồng Việt Nam lên. Không chỉ là đơn thuần Sông Cái, nghệ nhân, nông dân và các anh em bartender, người tiêu dùng cũng cố gắng lên cùng với Sông Cái. Thực ra là anh Daniel cũng đã trả lời luôn câu hỏi tiếp theo em định hỏi rồi, là ba điều Việt Nam nhất, nhưng mà anh đã trả lời là một là văn hóa, hai là về những cái nguồn gốc của những nguyên liệu, ba nữa là về cái linh hồn. Nhưng mà mọi người có thể thấy ở đây ấy, ở đây là ba cái sản phẩm nó đã khá là hoàn chỉnh rồi. Anh Daniel đã phải dành 4 năm làm việc với cả những cái người làm nông đúng không, hay là những cái forager? Thì trước khi làm Sông Cái thì khi mà Tiến về Việt Nam là với tư cách là một người mà làm trong nghề nông nghiệp phát triển bền vững nói chung, thì thật ra là cái câu chuyện đầu tiên, tức là làm sao để Daniel về được Việt Nam, là từ năm 2012 là có một cái hợp tác giữa đất nước Mỹ, tức là chính phủ và một số tổ chức Mỹ và Bộ Tài nguyên Môi trường ở Việt Nam và một số trường đại học hoặc là các bộ ngành khác, về cái mục đích làm sao chúng ta có thể tăng cái resilience, tức là cái khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của đồng bằng sông Cửu Long. Thì khi mà Daniel về thì dành gần như là 2 năm rưỡi ở miền Tây và sống ở Sài Gòn. Thật ra mọi người nghĩ là mình sống ở ngoài Bắc, nhưng mà mình xuất phát và gia đình của mình xuất phát từ miền Nam. Rồi sau đó mình mới ra miền Bắc với một cơ hội để giám sát và tìm hiểu về dự án giao đất giao rừng của nhà nước theo luật bảo vệ phát triển rừng và luật đất đai. Thì cái đấy, cái công việc đấy dẫn mình đến ở với và tiếp xúc rất nhiều với bà con vùng sâu vùng xa ở các vùng miền cao Tây Nguyên chẳng hạn, Bắc Trung Bộ chẳng hạn, hoặc là Tây Bắc chẳng hạn. Thì mấy cái vùng cao nguyên đấy thì sau này thì mình mới tập trung, mình tìm cách để mình kết nối hoặc là mình liên kết tín ngưỡng của bà con, và làm sao mà tín ngưỡng của bà con gắn liền với thổ nhưỡng bản địa. Thì cái đấy khá là nhiều, và kể cả người Kinh thì cũng có còn rất là nhiều dấu hiệu như thế. Thì các bạn nhất là ngoài ở Hà Nội, cả Sài Gòn cũng thế, là ngày xưa là không ai dám chặt
cây đa. Cây đa với người Kinh thì là một cái cây mà rất là tâm linh. Mà kể cả có thể là đầu tháng hay là ngày rằm thì mọi người sẽ cắm cúng thắp hương, thắp nhang ở góc cây đa hay là cây to nhất của làng. Thì cái đấy là cái nghiên cứu của Daniel, là điều kiện môi trường làm nên tín ngưỡng, làm nên cái cách quản trị tài nguyên thiên nhiên của con người địa phương như nào. Thì dẫn đến câu chuyện là Daniel phải đi nghiên cứu rất nhiều về thảo mộc bản địa, cây cối, hoa quả, đến cây thuốc, cây rừng, cây lâu năm và vân vân và vân vân. Dẫn đến chuyện là 2017 thì có một cái sửa đổi về luật bảo vệ phát triển rừng, thì kết thúc dự án ở đấy. Rồi mình chuyển sang làm tư. Tại sao anh Daniel lại lựa chọn thể hiện những cái thông tin đó, những cái chất liệu đó, cái yếu tố đó qua cái chất liệu ở gin? Thật ra tại sao mình chọn gin thì có rất nhiều câu trả lời. Thì về đơn thuần, gin là một sản phẩm nó sẽ vừa quen thuộc mà vừa là cái phương tiện rất là thuận lợi để mình kể câu chuyện về thảo mộc. Gin là một sản phẩm mà đã được phổ biến khắp thế giới. Thay vì giả sử là mình dùng rượu thuốc của Việt Nam, rất là khó tiếp cận cho người nước ngoài, kể cả người trong nước sẽ khó tiếp cận hơn. Thì gin là một cái phương tiện đã trong cái thời điểm này có một cái sự lan tỏa nhất định, mà gin là một cái phương tiện để kể câu chuyện về thảo mộc. Ngoài cái bách xù ra, tức là juniper, thì tất cả nguyên vật liệu còn lại thì mình có cái tự do hoàn toàn để mình sử dụng. Đấy là một. Với cả là thứ hai là thật ra là cái mục đích ban đầu của sông cái không phải để làm gin, nhưng mà làm một số sản phẩm khác để giải quyết cái vấn đề gốc của Việt Nam, là vấn đề về nhu cốc. Thì mấy cái sản phẩm như whisky hoặc là mấy cái sản phẩm mà chế biến từ gạo thì sông cái vẫn làm, mà chẳng qua là sản phẩm đấy thì phải ủ lâu hơn, cho nên gin là một cái phương tiện mà có thể đưa ra thị trường nhanh hơn, mà kể một câu chuyện rộng rãi hơn về hoa quả, về thảo mộc, về rau mùi, về gỗ, về nhiều loại sản phẩm hơn. Thì đấy là lý do tại sao mà gin khá là thuận lợi trong việc này. Thật ra nếu mà mọi người muốn trải nghiệm nhiều hơn về sản phẩm của sông cái ấy, thì theo em được biết thì trong vòng 6 tháng tới Hạt Concept cũng sẽ được launch, và đấy sẽ có thể là một nơi mà không chỉ trải nghiệm cái việc sử dụng các cái loại thảo mộc trong rượu gin, mà còn rất là nhiều cái loại đồ uống, nhiều chất liệu khác nữa. Nhưng mà nếu mà anh mang sông cái đến với một cái nhà phân phối ở nước ngoài đi, ở Mỹ đi, thì đâu là ba điều Việt Nam nhất mà anh sẽ sử dụng để mà pitch cho cái người đó, để mà họ thấy được cái giá trị của cái sản phẩm của mình? Một điều mình hay khuyên các bạn trẻ hay là người trong ngành hay là ai mà sở hữu một thương hiệu nói chung, là chúng ta phải nhìn ngoài cái thương hiệu riêng của mình, là cái thương hiệu quốc gia của Việt Nam hiện nay có giá trị như nào ở cái sân chơi quốc tế. Thì cái điều đấy đã ảnh hưởng rất nhiều về cách mà Daniel tiếp cận với thị trường nước ngoài. Tại vì nói chung là hiện nay ở thị trường châu Á, cái có thể nói là cái thị trường mà mang tiếng là sản phẩm chất lượng nhất là Nhật. Cho nên là khi mà chúng ta tiếp cận với mấy người ở Tây Phương chẳng hạn, cái câu hỏi đầu tiên và cái suy nghĩ đầu tiên của họ là so sánh mình với Nhật. Đơn giản như thế. So sánh mình là mình có giống Nhật hay là mình giống Trung Quốc hơn. Tại vì đơn thuần là trong đầu của người nước ngoài, thị trường nước ngoài, thì người ta sẽ có một cái phạm vi là từ đại trà và chất lượng thấp như Trung Quốc, hoặc là số lượng ít ngách nhưng mà chất lượng rất cao là Nhật. Nhưng mà với người Tây Phương thì Việt Nam đã mang một cái định kiến là một cái nơi chiến tranh, một cái nơi mà mang chính trị, yếu tố chính trị nó hơi ngược lại với Tây Phương một tí. Cho nên là cái đầu tiên là mình tiếp cận với chất lượng, là chất lỏng trước đã. Thì mình nói thật là như vậy. Về sau đó là một cái quá trình dài để mình giáo dục họ, giới thiệu họ đến những cái yếu tố Việt Nam. Từng nguyên liệu sẽ là cái đầu tiên mà họ dễ tiếp cận nhất. Đến mấy cái thứ gọi như là có thể nói là văn hóa hoặc là nghệ thuật, đấy sẽ đi sau. Nhưng mà cái đầu tiên để mình vượt hẳn mấy cái định kiến hoặc là suy nghĩ trước của người Tây Phương hoặc là thị trường nước ngoài, là mình phải đánh và mình phải lấy lòng họ với chính là cái chất lượng sản phẩm của mình. Thì mình sẽ tiếp cận trước đầu là cái thổ nhưỡng, nguyên vật liệu và cách pha chế và sản xuất của mình. Còn mấy cái yếu tố làm sao là thật sự
làm ra một sản phẩm Việt Nam thì sau khi họ ưa rồi thì mới tiếp cận với những yếu tố như vậy. Thật ra Long cũng khá là may mắn là 2019, cuối 2018, 2019 Long cũng đã được thử những cái gọi là cái sample. Thì lần đó Long nghĩ là có 8 cái mẫu khác nhau. Yeah. Anh còn nhớ là mình mất bao nhiêu cái sample và khoảng bao nhiêu thời gian không? Mình mất 44 công thức khác nhau để ra được một chai như vậy. Thì sau khi mình đã bắt đầu đứng vững hơn về gu của mình so với gu của thị trường chẳng hạn, thì từ đó là mình sản xuất ra công thức nó dễ hơn một tí. Thật ra là với bất cứ sản phẩm nào sẽ luôn phải cân đối giữa hai yếu tố là cá tính và cái mong muốn và cái nhu cầu hiện nay của thị trường. Đó. Thì đấy là cái điều rất là khó để truyền đạt cho bất cứ ai, nhưng mà tùy thuộc vào cái phân khúc thị trường của mình thì mình sẽ cân đối khác nhau. Còn xong cái là muốn đánh vào thị trường là hơi cao cấp một tí, cho nên là cái cá tính thì sẽ cao hơn thay vì là mình phục vụ cho nhu cầu của thị trường đại trà chẳng hạn. Nhưng mà đúng là 44 công thức để ra được cái sản phẩm đầu tiên. Khi mà launch cái dry gin ấy, thì cái sản phẩm nó khác gì so với cái anh từng tưởng tượng? Để ra một sản phẩm như này, thật ra là mình nghĩ là sẽ và đã có nhiều lúc phải thỏa thuận. Compromise đúng không? Yeah, compromise rất nhiều về cái thực tế. Thực tế tức là cái thực tế có thể làm được như nào và cái mong muốn của mình. Cái này mình không nói về mặt khía cạnh là tiêu cực, nhưng mà đất nước Việt Nam thì điều kiện làm việc thì nó sẽ khác với đất nước khác. Đó là sự thật, là khách quan, không phải là cái gì xấu hay sai cả. Thì khi mà chúng ta nghĩ là chúng ta có thể làm một cái sản phẩm như là ví dụ là Louis Vuitton ở Pháp, ở Việt Nam thì không thể làm được. Nó không phải là mình không thể làm một cái sản phẩm chất lượng cao được, nhưng mà cái điều kiện của chúng ta ở đây nó khác. Nên chúng ta phải làm một cái sản phẩm mà nó thể hiện được cái điều kiện bản địa của chúng ta. Nó vẫn là sản phẩm cao cấp, nhưng mà mình đừng nghĩ là mình phải so sánh mình y hệt với Louis Vuitton theo kiểu là tiêu chuẩn thế nào là tốt, đúng không ạ? Thì đấy là cái điều mình nghĩ là rất là khó. Tại vì ví dụ là một trong những cái nhà phân phối đầu tiên mà mình tiếp cận thì họ đặt lại câu hỏi cho mình là: bạn nghĩ, mọi người sẽ nghĩ sản phẩm tốt của Việt Nam sẽ là như nào? Tại vì bạn ấy trả lời rất là thẳng thắn cho mình là: tôi chưa tiếp cận một sản phẩm cao cấp từ Việt Nam bao giờ, nên là tôi cũng không biết là phải kể lại câu chuyện này như nào. Nhưng mà ví dụ là mình nghĩ đến Pháp cũng thế, Mỹ cũng thế, tất cả đều, đất nước đều dần xây lên một cái hình ảnh về cái thương hiệu quốc gia của họ. Còn với Việt Nam thì vẫn là một cái thị trường rất non. Trước đây thì vẫn đánh chủ yếu là vào thị trường đại trà, cho nên là cái việc mà câu hỏi của Long là khó trả lời theo kiểu đấy, là trong quá trình mà làm xong cái mình phải thay đổi cái tư duy của mình rất nhiều. Thế nào là chất lượng? Tại vì trước đây là cái tiêu chuẩn của mình là đi từ một người mà sinh ra ở bên Tây về đây thì mình phải tẩy bắt đầu lại từ không, mình phải xây lên một cái tiêu chuẩn mới. Mà từ đó là mình mới tiếp cận được với người nước ngoài. Chứ mình so sánh bằng một cái tiêu chuẩn của ví dụ của Nhật là mình sẽ thua luôn. Tại sao quyết định là sau tới cái sample thứ 44 là đấy là cái sample mà anh có thể launch được? Thực ra trước đây thì Daniel bắt đầu từ background, tức là cái lý lịch của Daniel trước đây thì học ngành khoa học ra, thì cái tiếp cận khoa học là scientific method, là cái phương pháp về khoa học, thì mình phải đưa ra một cái đề tài, một cái hypothesis là liệu chúng ta có thể làm ra một sản phẩm gin mà cạnh tranh được với chất lượng nước ngoài hay không, mà sử dụng nguyên liệu Việt Nam hay không. Thì đấy là hypothesis, thì mình đẻ ra nhiều cái công thức, nhiều cái methodology để mình đạt được cái mục tiêu đấy. Thì để đạt được như vậy thì Daniel đơn thuần, rất đơn giản là sản xuất ra tầm, thật ra là nó không phải là 44 rồi sau đây mình đi thí nghiệm, nhưng mà tầm 30 mấy mình đi thí nghiệm để mình bắt đầu mình hiểu là ok, nhóm khách hàng Việt Nam từ 25 đến 30 tuổi thì họ sẽ phản ứng với gia vị như nào, khách như nước ngoài từ Mỹ hoặc là từ châu Âu từ 35 đến 40 tuổi người ta sẽ phản ứng như nào. Thì mình phải tự xây dựng lên cái dữ liệu của mình là khẩu vị của khách sẽ như nào,
Rồi từ cái đấy mình có một cái bức tranh để mình xem là ok, bây giờ mình áp đặt cái cá tính của mình vào thì nó không hoàn toàn chỉ là phục vụ cho cái khẩu vị sẵn của khách. Thì đấy là chính là cái phương pháp mà mình dùng để mình ra một sản phẩm như này. Thời đấy cũng may mắn là chưa có Covid thì mình đi công tác khá nhiều. Mỹ, Singapore, Hồng Kông, rồi trong Việt Nam cũng có, rồi Anh Quốc cũng có, để mình đi thử cái khẩu vị của mọi người. Mình mang sản phẩm của mình đi, rồi mình mang sản phẩm của thương hiệu có sẵn để họ so sánh, kiểu như là blind sampling, là không có nhãn mác và không có gì để xem là tại sao họ ưng cái này hơn của cái mình, hoặc là tại sao họ ưng của mình hơn của bên kia, thì mình phải nghiên cứu. Vậy thì ba điều đầu tiên khi mà anh nghĩ đến khi mà nhắc tới sông Cái. Ba điều đầu tiên khi mà nhắc đến sông Cái. Thật ra rất khó, tại vì mình là người sáng lập sông Cái thì cái đầu tiên mình nghĩ đến sông Cái là con. Thật ra là mình nghĩ là một công ty như này thì vẫn mình tiếp cận sông Cái như là con, tại vì chắc nhiều bố mẹ trẻ xem chương trình này sẽ thấu cảm được là con không bao giờ ngủ. Tức là con cần gì thì dù là 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, hoặc là đang ăn tối, hoặc là đang đi hẹn hò với ai nào đấy, thì phải dừng mọi thứ để mình phục vụ được cho con. Thì với sông Cái thì hiện nay vẫn thế. Thì cái suy nghĩ đầu tiên của mình về sông Cái là con. Thật ra là nó chiếm gần như là 90% của thời gian của mình, suy nghĩ của mình, và đứng hạng hiện nay là ưu tiên gần như là số 1. Mình cũng may mắn là bố mẹ mình hiện nay thì vẫn còn khỏe, nên là bố mẹ phải hy sinh là xuống ưu tiên kiểu đứng hạng thứ hai của con. Nên là cái suy nghĩ đầu tiên của mình là con. Suy nghĩ thứ hai là thương hiệu quốc gia. Tại vì đây là một điều là thật ra là gần đây chắc phải tầm 1.5 năm hay là 2 năm thì mình thay đổi cái suy nghĩ của mình về cái vai trò của sông Cái đối với xã hội Việt Nam, là mình muốn sông Cái thành một cái ví dụ để khuyến khích và tạo ra một động lực cho mọi người thay đổi cái tiếp cận của mình về thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Tại vì không chỉ riêng sông Cái, nhưng mà phải có cái đóng góp của mọi người trong nước để mình nâng cao cái thương hiệu quốc gia và thay đổi suy nghĩ của thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Tại vì nói thật là hiện nay không chỉ riêng sông Cái có mấy cái thương hiệu khác, nhưng mà mình phải thay đổi cái suy nghĩ của mình chính về đất nước trước đã, thì mình mới nâng cao được ra sản phẩm mà sẽ thay đổi suy nghĩ của người ngoài. Thứ ba là chắc là thách thức. Thách thức là chắc là trong cái việc mà chăm và nuôi con thì nó giống như là con chưa lên cấp 3 mà chưa trưởng thành hẳn, thì ngày đêm đều thách thức hết. Không có gì ổn định, không có gì chắc chắn cả. Nói chung là sông Cái đều là cái gì với sông Cái đều có một cái thách thức đằng sau. Thì mình nghĩ đấy là một cái sự thật là nhiều bạn trẻ có từng và có từng tiếp cận với Daniel và sông Cái, về cơ hội để làm việc với sông Cái. Nhưng mà một điều mình thấy rõ ràng qua gần như 3 năm hơn mà làm việc tại Việt Nam, là mình thấy là làm việc cho sông Cái nói chung là một cái thách thức rất là lớn. Tại vì vẫn đòi hỏi quá nhiều, với cả là cái sông Cái như mình mà đi vào một cái thị trường nó cũng tương đối mới, thì đòi hỏi là cái tính cách con người mà đến với sông Cái cũng rất là phải khác. Mỗi một thị trường nó sẽ có một cái thách thức khác. Về Covid nó tạo ra một cái thách thức khác, về chất lượng sản phẩm, về chuỗi giá trị sản phẩm, làm việc với nông dân, xây dựng thương hiệu, xây dựng một cái đội để có thể truyền đạt được cái thương hiệu cho khách, luôn là một cái thách thức rất lớn. Thì thách thức ở đây không phải tiêu cực, thách thức thì là một cơ hội để chúng ta phát triển được. Khi mà sông Cái ra được thị trường nước ngoài đầu tiên là năm 2021, thì đấy là một cái mốc rất là quan trọng. Tại vì đầu tiên là nó thể hiện là Covid bắt đầu waning, tức là bắt đầu bình thường hóa rồi. Tại vì trước đó dù có bên muốn nhập khẩu sông Cái, nhưng mà không thể làm được do là Covid hạn chế. Thì đấy là một cái mốc rất là quan trọng. Thứ hai là mùa hè, tức là mùa thu vừa rồi, mùa thu mùa đông vừa rồi là sông Cái
cuối cùng tìm được nhà phân phối ở bên Mỹ. Thì Mỹ với mình là một thị trường rất là ý nghĩa, tại vì mình sinh ra và lớn lên ở bên Mỹ. Và khi mà mình thấy được cách mà thị trường Mỹ chào đón sản phẩm của mình thấy rất là xúc động, được đưa lên mấy cái báo chí như là Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times, Condé Nast Traveler và các thứ, đưa vào mấy cái danh sách rất là mình thấy là lớn lao. Mình khá là sốc là dù là năm đầu tiên nhưng mà Bloomberg đưa mình vào danh sách là một trong 16 thương hiệu rượu tốt nhất năm 2021. Thì đấy thay đổi cái suy nghĩ của mình về cái lộ trình của mình khá nhiều. Cái yếu tố thứ ba là chắc là năm nay, tại vì năm nay là năm đầu tiên mà có nghĩa sông cái hết hàng, bán cháy hết cả hàng toàn cầu luôn, không chỉ ở trong Việt Nam. Thì thể hiện là bây giờ sông cái đã bắt đầu bước vào một cái giai đoạn mới, kiểu như có thể nói là tốt nghiệp từ cấp 1 sang cấp 2 chẳng hạn. Bắt đầu có thể là lên xe buýt mà tự đưa bản thân mình đến trường chẳng hạn. Thì sông cái bắt đầu dần là trưởng thành hơn. Đội sản xuất và bà con nông dân, đội làm marketing branding bắt đầu có một cái vững mạnh nhất định, một cái trưởng thành nhất định để tự chạy được, mà mình không phải có mặt tại Việt Nam để quản trị trực tiếp. Thì cái đấy là một cái mốc cũng khá là quan trọng với mình. Đâu là ba cái thất bại nếu mà có, anh có nhắc đến thử thách được? Yep. Thực ra thất bại và thử thách thì với sông cái thì có khá là nhiều, không đếm được. Tại vì thật ra mình phải rất là chân thành với bản thân mình là đầu tiên là không phải cái gì mình làm đều tốt cả. Cái tiếp cận của mình về nhân sự ban đầu, tại vì mình nghĩ là khi mà nghĩ lại lúc mà làm ra sông cái thì mình tự làm, tức là từ việc mà dựng xưởng lên, xin giấy phép sản xuất rượu này, đến đưa ra các công thức thì mình tự làm. Nghĩ ra tên mình cũng làm. Thì khi mà bắt đầu tuyển nhân viên thì lúc đó là mình vẫn có một cái personal attachment quá mạnh với thương hiệu. Thì mình tiếp cận cách quản trị con người nó không phù hợp với một công ty thời điểm đấy. Mà mình nghĩ khi mà nghĩ lại mình nghĩ là có khá là nhiều bạn mà khá tốt mà cũng tiếc mà ra đi từ công ty. Thì mình nghĩ là cái này là do là nhập gia thì tục, nhưng mà ví dụ như là bác Hồ nói đúng không, là vì lợi ích 10 năm là trồng cây, vì lợi ích 100 năm là trồng người. Thì cái kết luận của Daniel hiện nay là với thế hệ hiện nay của Việt Nam, các bạn trẻ kể cả bà con nông dân là phải đào tạo năng lực. Thì mình nghĩ là đó là một cái điều mà rất khó để làm. Nói thì dễ mà rất khó để làm. Đó là một cái thách thức, một cái sai lầm rất lớn của Daniel. Thứ hai là cái sự tin tưởng về bản thân và về thương hiệu. Tại vì nếu mà đã tin tưởng hơn thì cái tốc độ và phát triển cái công ty và thương hiệu thì sẽ nhanh hơn. Đến bây giờ vẫn thế, là mình vẫn luôn có một cái lo ngại là thương hiệu hoặc là thị trường mới sẽ tiếp cận và suy nghĩ về Việt Nam như nào. Thì đến bây giờ là khi mà có một nhà phân phối hay là ai nào đấy mới lạ mà thử xong cái, mình vẫn có một cái kiểu trong đầu của mình vẫn có một cái lo ngại. Tại vì như Long nói là mình cũng biết là đa phần mọi người, chắc là 9 trên 10 thì đây là sản phẩm rượu đầu tiên của Việt Nam mà người đấy sẽ tiếp cận. Thì cái phản ứng đầu tiên mình muốn là tốt, chứ không là nó sẽ để lại một cái bad taste, một cái suy nghĩ xấu trong đầu của họ. Và thứ ba chắc là cái thách thức là làm sao để mình xây dựng một cộng đồng người Việt Nam. Tại vì mình xây dựng cộng đồng người nước ngoài thì nó dễ. Tại vì sông cái đơn thuần là một sản phẩm mà craft, tức là thủ công, có câu chuyện, có yếu tố văn hóa và chất lượng sản phẩm thì cũng tương đối. Nhưng mà cái quan trọng với mình không phải là lấy lòng người nước ngoài. Cái quan trọng của mình là làm sao phải thay đổi suy nghĩ và lấy lòng của người trong nước. Đây là một cái điều rất khó. Tại vì khi mà sông cái, nếu mà dịch ra craft gin sang tiếng Việt chẳng hạn, mình nói là gin thủ công, thì suy nghĩ đầu tiên của người Việt Nam khi mà nói ra cái từ thủ công thì rất là tiêu cực. Thủ công là một cái gì nó không chuyên nghiệp, nó không công nghiệp, nó không phải sản phẩm tốt, nó không phải là an toàn thực phẩm. Nhiều cái lý do lắm. Mình nghĩ là chưa nhận đấy là một thất bại, tại vì đấy là một cái lộ trình dài, là mình phải dần dần thay đổi cái suy nghĩ của người Việt trong nước về không chỉ là sông cái, nhưng mà sông cái chỉ là đại diện cho đất nước Việt Nam và cái cơ hội của đất nước Việt Nam nói chung, và những gì tốt đẹp của Việt Nam mà mình có thể phát huy. Tại vì hiện nay là cái xu hướng mà mình thấy ở xã hội là mọi người, mình có một cái sinh ngoại nhất định,
mình bỏ qua những cái, bỏ đi những cái bản địa của mình để đuổi theo một cái gì đấy hoàn toàn mới. Nhưng mà chúng ta không biết là khi mà chúng ta mất thì chúng ta không thể lấy lại được. Thì đây là một cái bài học mà mình thấy rõ ràng nhất với nông nghiệp. Thì đó cũng là một cái động lực làm ra giống cái. Khi mà giống bản địa đã mất thì không như là không trồng lại được. Và thật ra đấy cũng là cái mục đích của Loco dưới cái dạng của podcast, là muốn để mọi người hiểu hơn về những cái giá trị tạo ra bởi những cái thương hiệu Việt, đặc biệt là những cái thương hiệu thủ công. Đâu là 3 hoặc là 5 cái thương hiệu Việt Nam khác mà anh rất là ngưỡng mộ hoặc là ưa thích? Ưa thích thì chắc là mình sẽ nói mình không chọn ra thương hiệu mà mình ưa thích. Nói chung mình nghĩ là mình sẽ chọn ra một số thương hiệu mà mình thấy là đóng vai trò quan trọng đối với mình. Cái suy nghĩ đầu tiên của mình là cà phê Trung Nguyên. Cà phê Trung Nguyên không phải thủ công. Nhưng mà tại sao cà phê Trung Nguyên quan trọng là tại vì cà phê Trung Nguyên đã đóng một cái vai trò rất lớn trong việc mà mang cà phê Việt sang nước ngoài và toàn cầu, mà không chỉ là mang cà phê của Việt Nam nhưng mà mang cà phê Việt Nam dưới một cái tên tuổi Việt. Thì đấy khá là quan trọng, tại vì thông thường là cà phê Việt Nam mình sẽ xuất khẩu sang nước ngoài pha trộn với cà phê khác, mà nó sẽ đứng một cái tên khác hoàn toàn. Nhiều khi đa phần người ta sẽ không nhắc đến xuất xứ nguồn gốc từ Việt Nam. Thì Trung Nguyên thì dù mọi người có thể tranh cãi về chất lượng hay là đại trà hay gì gì đấy, nhưng mà phải khẳng định là Trung Nguyên đã từng và đang đóng một cái vai trò rất quan trọng. Thứ hai là mình cũng nghĩ đến một cái thương hiệu mà chắc cũng khá là quen thuộc với nhiều khán giả là Maru. Maru là một cũng là như cà phê Trung Nguyên, là thay vì cà phê thì họ thay đổi cái suy nghĩ của khá nhiều người, không chỉ trong nước mà nước ngoài, về cacao của Việt Nam. Thứ ba là mình cũng chắc phải nhắc đến là VinFast. Mình nghĩ là VinFast sẽ tranh cãi, nhưng mà VinFast là một cái sản phẩm mình nghĩ là rất là bold, rất là tham, mà có thể tiếp cận về thị trường và thương hiệu quốc gia là hơi khác hẳn với Maru hoặc là Trung Nguyên, là họ dám đấu lại với cái con cá mập to nhất của thế giới. Okay, các bạn có thể có ý kiến riêng về Vingroup, nhưng mà với mình là riêng VinFast là cho mình cái suy nghĩ là về là mình không cần sợ ai cả. Nói chung là đây là nếu mình dám đi đầu thì mình phải rất là không biết sợ, phải có một cái chút liều trong máu của mình, trong brand DNA của mình. Thì mình nghĩ là đấy là một số cái ví dụ mà mình nghĩ là có thể thay đổi cách mà tiếp cận và suy nghĩ về thương hiệu. Thương hiệu không chỉ là sản phẩm, nhưng mà thương hiệu là cái tư duy và cái tiếp cận và cái môi trường và cái điều kiện lịch sử hiện đó, trong lúc đó. Qua cái cách anh trả lời, qua cái cách anh suy nghĩ về điều gì thì tạo nên thương hiệu, và cái thương hiệu đó nó phải đại diện cho những cái điều gì ấy. Thì thực ra trong 6 tập Loco vừa rồi ấy, thì Long cũng mong rằng mọi người có thể nhìn thấy rằng nó không có một cái định nghĩa nhất định cho thương hiệu Việt là gì, mà mọi người cũng sẽ nhìn thấy được rằng nó là tổng hòa của vô số yếu tố, và để tạo nên được một cái thương hiệu mà bản thân cá nhân người founder tự hào và sẵn sàng mang đến kể cả thị trường nội địa cũng như là thị trường quốc tế, thì nó là một cái quá trình giống như anh nói, phải rất là có phần liều lĩnh, rất là can đảm, phải chịu được những cái khó khăn xuyên suốt một cái thời gian dài đó. Thì Long xin phép kết thúc tập podcast này ở đây. Rất cảm ơn anh Daniel đã tham gia tập này, và xin hẹn các bạn trong các tập sau.